Hello tất cả em nha, và chào mừng em đã quay trở lại với video của mình là Tino đây. Và chào mừng em đã quay trở lại với cái series mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giao áo muốn gửi đến em, thì mình sẽ gửi đến em bài về Format Standard là bài về Waylord V nha. Và đến qua nhân vật tính của ta hôm nay, và của chúng ta sẽ sử dụng một em Grom V. Chúng ta bốc đủ sau lá trên tay cái đặt từ tay xuống bên. Và hôm nay là Zit, chúng ta bỏ tất cả trên tay, bốc sau lá cái đặt từ tay xuống bên. Mắc sẽ đâu, khi em lại ở bên thì mình có thể sử dụng ability con này, bỏ này xuống như mộ, sau đó mình bỏ luôn cái sân đang có ở trên sân, ví dụ như là cái tip swell. 4 Snom là dạng tiến hóa của dạng basic của Frostmoth chứ. Frostmoth thì có ability ấy, là đánh năng lượng nước từ trên tay vào Pokemon ở bên nha. Nói chung là có bao nhiêu đến bao nhiêu, không có hạn chế. 4 Waylord V. Movie đầu tiên là đánh 3 năng lượng nước từ dưới mộ và em này. Movie 2 là tung 3 đồng xu với một con ngựa 120 sát thương. Đấy. À, cái basket thì khả năng của nó này là lấy hai năng lượng nước từ bộ bài thêm bên tay. Energy retrieval chúng ta lấy hai năng lượng nước từ dưới mộ thêm bên tay. Bốn grid bond chúng ta nhìn định bảy lá lấy một lá pomon thêm bên tay. Grid bond chúng ta bỏ một lá pomon trên tay. À, bỏ một lá pomon chứ. Anh nhầm. Bỏ một lá trên tay phải lấy một pomon basic từ bộ bài thêm bên tay. Switch chúng ta switch Pokemon ở bên lên active. Bốn cái sân này sẽ giúp chúng ta khi mà sử dụng đòn tấn công mà cần tung đồng xu ấy. Đấy, ví dụ như là đòn tấn công của Waylord V thì nó sẽ giúp chúng ta tung lại một lần nữa nha. Ví dụ Waylord V tung một lần được 3 mặt nữa thì bạn có thể tung lại thêm một lần nữa, và đôi lúc lần tung lại đó sẽ giúp chúng ta được 3 mặt. Nếu như các bạn muốn tung lại nha, còn không thì các bạn sẽ bấm nâu là không cần tung lại. Tiếp theo là hai bó đờ chúng ta bắt Pokemon Ban đối thủ lên active. 4 money chúng ta xào tất cả bàn tay của hai người chơi, mình bốc 5 đối thủ bốc 4. Còn những lá chúng ta mới xào sẽ được đặt dưới cùng của bộ bài nha. 4 Professor Research chúng ta bỏ tất cả bàn tay bốc 7 lá. 1 Air Balloon chúng ta đến được 1 Pokemon và nó sẽ retreat là giảm 2. 2 Keep Up Thought thì đến được 1 basic không phải là GX thì nó sẽ giúp chúng ta tăng 50 máu. Đấy. Còn là chỉ là năng lượng nước basic thôi. Ok, mình cùng vào website tìm kiếm một vài trận đấu để test xem bộ bài này sẽ như thế nào nha. Đã có đối thủ rồi. Không biết nick đối thủ sẽ là đích gì. Mình thấy đi trước đi sau gì cũng được. Thôi rồi. Đi sau. Với cái nhiệm vụ đi sau ấy, thì mình cần phải... Rồi xong, bài thế này bridge rồi, còn đâu nữa mà chơi. Đây là thứ mình không hề muốn. 4 Snom, 4... Waylord V, và là Active Crobat. Còn gì nữa đâu. Có vẻ như là Tree và Noi Handlock. Đoán... chắc chắn là vậy. Các bạn thấy mình đoán tại không? Vì đất đối thủ mình đã có từng làm rồi. Bạn thực sự không tốt cho lắm. Mình nghĩ mình nên quit bon bỏ hết đi. Bằng đen nè. Hy vọng kiếm được Waylord V, năng lượng và switch. Lại là Snom, không phải mày. Trời ơi. Toàn thế nhờ. Chỗ này rất dễ bị đối thủ handlock nha.
Ok, kết thúc lượt đi. Tiếc là mình không có switch để switch lên và quay lót đến năng lượng vào. Chứ không thì lượt sau lại là một cái lượt rất hoàn hảo đối với chúng ta. Có thể tiêu hóa được cho mít rồi. Mà chỉ cần một năng lượng thôi. Có hai năng lượng luôn. Đối thủ chỉ việc retreat và sau đó đánh mình 150. Mình có 4 lá. Nhưng mà Chivanoi sẽ làm bay hai lá vào trong bộ bài. Đó là thật sự mình không hề muốn. Robot chắc để kiếm scope nén. Chính xác. Đừng mất hai lá Sunbuster là được. Ok, vẫn còn một lá. Bài hơi đen nha. Nếu mình sử dụng movie đầu tiên ấy thì đối thủ có thể sử dụng GS. Mà dưới giết thì mình sẽ mất hết năng lượng. Nói chung là mình vẫn chưa đánh được. Bị ăn một đòn từ đối thủ rồi. Sẽ biết giúp cho mèo có thêm một năng lượng. Thôi đối thủ lên bài kinh dị quá. Mình thì rất là đen với việc active Crobat. Nên gai Mimikyu bỏ đi. Vậy là Mèo sẽ có hai chiêu để mà sử dụng. Biết ngay mà đối thủ sẽ sử dụng đòn giết mà. Switch nè. Tặng bạn một switch nữa. Đấy. Nó sang lên mình money. Đã có Frostmourne rồi. Nhưng mình kèm cần kiếm một em Wailord V nữa. Đây rồi. Công việc của mình chỉ là đánh nến năng lượng vào Ban thôi. Còn Wailord V thì sử dụng một vị đầu tiên và đến năng lượng vào. Tự nhiên mở vào em nó. Rồi, giờ mình chả có gì để cho đối thủ handlock luôn. Công việc của mình chính là phải tô đủ xu 3 lần ngửa hết luôn. Rất là to ăn nha. Để xem với việc mình đang như vậy thì tôm đồng xu nó có đen hay không. Mình được tôm hai lần lận nhưng phải cái ba mặt ngửa rất là khó. Một hai ba, hay quá. Ba prize rất đơn giản luôn. Squid bone này, squid Snom. Chắc đối thủ áp lực lắm. Mình mới chỉ mất hai money thôi. Koltigai vẫn không chết luôn. Đối thủ không hề có năng lượng. Ôi trời ơi, bạn ơi. Liệu có được ba mặt ngửa hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Một. Rồi không được rồi. Hai à. Tung lại đi.
Trời ơi, biết vậy giữ lại. Biết vậy để hai vật gửi là được rồi. Lần sau đánh nhẹ thôi một cái này là được rồi. Hơi tấu hài xíu mọi người. Đã đen na rồi. Ủa không kiếm boss à? À đối thủ không có năng lượng. Bây giờ tới đối thủ tiếp tục Night Watch à. Đã boss rồi, ok. Mày này mới nói xong giờ đối thủ boss này. Thôi hy vọng được ba mặt ngửa nha bạn. Trời ơi. Rồi không được rồi, không được rồi. Cái gì vậy? Trời. Nhân phẩm chưa tới một lần thôi các bạn à. Chơi game hài thiệt sự chứ. Thôi, mình tin vào nhân phẩm của mình. Lần này sẽ là highlight. Hay. Rồi không, không có highlight rồi. À, các bạn nói gì đi. Chứ mình thì cũng chả biết nói gì nữa. Thật sự là có quá nhiều cảm xúc ở trong trận đấu này luôn. Ừ, cái việc cái kiểu như là cảm xúc nó lên xuống ấy. Tức là trận này mình thua cũng được. Nhưng vì nó mắc cười quá. Ok, mình đi sau. Thì vẫn là như cũ thôi. Quay, nó đi, nó như cũ là như cũ luôn à, vẫn là con robot active. Là sao? Lần này bài nó lên kìa, trời ơi. À, đất thực là đất một Pride. Có lẽ như mà anh thật sự không muốn đánh luôn ấy. Trời ơi. Được robot đen này nó là active hết. Nhưng sau khi sử dụng đen này thì bài cũng rất là đẹp nha. Sử dụng mua vị đầu tiên đến ba năng lượng vào quái đất ví. Đây là đối thủ rồi, mình chỉ mất một boss thôi, đã có năng lượng money rồi. Rồi xong. Không có số Spectre rồi. Rồi thôi đẩy em Odino lên. Một sự thay thế dành cho Yachi nếu như mà không có Yachi. Ok, tới lượt chúng ta nào. Ritbon đang kiếm được Frostmoth không? Có luôn. Đáng lẽ ba lần mà không được mặt ngứa nào nhỉ các bạn. Hơi sợ lắm, nhân phẩm mình hơi tệ.
Đấy, một mặt là được rồi. Không lại là các bạn biết sao không? Ba mặt Úc đấy. Người mình không dám, sợ lắm. Nó thật đã reset rồi. Nếu mà bot thì mình nghĩ sẽ bot lúc cuối trận, lúc mà mình lấy được 4 prize rồi mình sẽ bot em Sivali lên và knock out. Đấy rồi, chắc chắn sẽ sử dụng Sivali giết rồi. 1 2 3 4. Ribbon kim Sivali, mình sẽ nhận 250. Nếu như mới thủ bỏ hết tất cả tun ở 6 Pokemon luôn. Đã chính xác là 250. Lại là cái sân à. Ủa? Nãy mình đến năng lượng nhầm vào Snorlax mà chứ không phải là đến vào Wailord V à. 27. Ok, đánh thôi. Ba bằng nữa luôn này, rất là hên. Đối thủ chắc chỉ việc chọc nhà một phát thôi là được rồi. Đó, Communication. Để lấy tiếp một Cottonee. Nói chung đối thủ phải đánh hai lần mình mới chết được lần. Còn mình thì chỉ việc mỗi lần lên lấy một try. Nói chung là chỉ sợ đối thủ bot, bot trúng hai em này thôi này, đấy. Bot và đen ne thôi. Mình thì mang mất mất một bot rồi, vì vậy mà Money không phải là phải ăn 200 trường hợp này. Mình nghĩ mình sẽ reset đi. Thậm chí mình không không có boss luôn. Một mặt nữa là được rồi, không nhiều đâu.
Hay một cái bot nó là nằm trong Pride, hơi đen chứ. Chắc sẽ bỏ luôn Audino à. Đã hết basic rồi à? Đúng là đối thủ đã hết basic rồi. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào hai em tay một thôi. Rồi Sivli bốc bài. Đã bot order. Mình biết ngay mà. Cái điểm yếu của mình chỉ là hai em ở bên kìa. Đã Odin reroll rồi. Nếu thử kiếm được boss nữa thì tỷ lệ mình thua rất là cao. Bất bại rất là đến từ vị trí của đối thủ. Ba tuần là được rồi. Money đi. Cho bài đối thủ ít bớt lại. Chẳng có gì cả. Nói chung là chỉ còn lá switch trong trong ấy thôi. Chứ cũng chẳng còn gì hot cả. Một bằng gỡ được rồi. Boss này. Vậy bây giờ là mình chỉ sợ đối thủ có bot thôi, chứ chả sợ gì nữa. Ôi, Sivili bốc được 3 lá rồi. Quick bon luôn. Vậy sẽ bốc được rất là nhiều. Oregon Zit. Oh my god. Bốc được 8. À không, 8 lá, 8 lá, đúng rồi. Xong đó tí là có bot rất là cao. Nice. Gridmon lấy thêm một lá. Sau đó Oricoria bốc 3 lá. Hết game. Nếu thử có bot đấy. Còn không có bot thì sẽ là chiến thắng. Oh my god, đã có bot rồi. Ok, mình thua. Chỉ có... Rồi, đã có 4 tuần. Ok, mình thua. 5 tuần. Nó là 210. Ok, thằng đó này kết thúc rồi. Mình thua. Đất thủ đất một Prime mà, chấp nhận thôi. Đối thủ chỉ việc lấy nóc cao nhưng em như là Dene Robot là đối thủ win rồi. Ok, và video review của bài Waylot V Standard của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy bộ bài này như thế nào? Hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhấn like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất về đây kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!